Thưa quý vị khán giả, Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một bản di chúc vô cùng quý báu. Bản di chúc đã trở thành nguồn cổ vũ to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng Tổ quốc, thống nhất đất nước và đưa nước nhà vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong bản di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn kỹ càng mọi việc đối với Đảng, với nhân dân. Trong đó, Bác vẫn dành một phần nói về thanh niên và vai trò của thanh niên. Điều này đã thể hiện tư tưởng, tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ đối với những chủ nhân tương lai của đất nước. Những năm cuối cùng của cuộc đời, mặc dù bận rất nhiều công việc, nhưng Bác vẫn chọn những khoảng thời gian thư thái nhất, đúng vào giờ đẹp nhất của một ngày, lúc 9 giờ sáng, ngày 10 tháng 5 năm 1965, Bác Hồ bắt đầu viết di chúc. 4 ngày tiếp sau đó, người đã dành mỗi ngày 1 đến 2 tiếng để viết. Sau này vào mỗi dịp sinh nhật hàng năm, Bác lại đem bản di chúc ra xem lại, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới của đất nước. Lần cuối cùng Bác viết và chỉnh sửa vào ngày 10 tháng 5 năm 1969. Hiếm có tác phẩm nào Bác dành nhiều thời gian tâm trí suy ngẫm thận trọng đến từng câu chữ để viết như bản di chúc này. Với những ngôn từ bình dị mà xúc tích Bác viết, chúng ta đều cảm nhận được tình cảm gần gũi yêu thương của người và thấy mình phải có trách nhiệm cao hơn, quyết tâm hơn để thực hiện bản di chúc thiêng liêng. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, Bác đã chỉ rõ nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần là do thanh niên là chủ tương lai của đất nước. Nhân dịp mừng xuân độc lập đầu tiên tháng 1 năm 1946, Bác đã gửi thư cho nhi đồng toàn quốc. Trong thư Bác đã viết: một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Nhận định thanh niên là một trong những lực lượng nòng cốt, nên ngay từ những năm đầu về nước hoạt động, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tháng 6 năm 1925, chuẩn bị những hạt giống đỏ ươm mầm cho sự trưởng thành lớn mạnh của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong hai cuộc kháng chiến, Bác luôn luôn theo dõi chặt chẽ và chỉ dẫn thanh niên tham gia phong trào kháng chiến. Đặt niềm tin vào sức mạnh của thanh niên, Bác coi thanh niên là người thân trong gia đình mình. Sự mất mát của thanh niên cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc là nỗi đau trong cơ thể Bác. Tháng 1 năm 1947, khi nhận được tin con trai bác sĩ Vũ Đình Tụng, giám đốc y tế Bắc Bộ đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu, Bác đã gửi thư chia buồn. Trong thư Bác viết: ngài biết rằng tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu tôi. Mất một thanh niên thì hình như tôi mất một đoạn ruột. Họ chết cho Tổ quốc sống mãi. Vật chất họ mất nhưng tinh thần họ vẫn luôn sống với non sông Việt Nam. Việc chăm sóc, giáo dục và rèn luyện thanh niên là công việc mà suốt đời mình Bác đã làm mà không biết mệt mỏi. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm cách mạng tháng 8, Bác đã gửi thư cho thanh niên. Trong thư Bác đã viết: phải luôn luôn nâng cao chí khí cách mạng, chung với nước, hiếu với dân. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Không sợ gian khổ, hy sinh, hăng hái thi đua tăng gia sản xuất và anh dũng chiến đấu, xung phong đi đầu trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Và trước khi ra đi về với thế giới người hiền, Bác đã căn dặn: đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên. Những nhìn nhận và đánh giá của người như nhắn gửi ở lớp thế hệ thanh niên về niềm tin, trí tuệ và sự sáng tạo cho một xã hội mới của dân tộc. Kế tục truyền thống và sự nghiệp cha anh, thanh niên Việt Nam ngày nay mang trên vai trọng trách lịch sử phải trở thành lực lượng lao động có trí tuệ, có tay nghề cao, có đạo đức và lối sống trong sáng, có sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần cường tráng để đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc Nam Châu như mong muốn của Bác Hồ lúc sinh thời. Mục học Bác mỗi ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong mục này ngày mai.